Nó có mấy ký vậy? Này nó là gần 2 ký phải không? Tầm 2 ký. Đây. Thế này hôm bữa lớn nhiêu? Cái phần phía sau nè. Cái đợt đầu đó là đợt đầu đứng 52 triệu. Đợt 2 là 100. Còn phần đợt 3 là mình chuyển khoản là 110. Có 1 tỷ. À, 110 chuyển thứ hai là đợt 2 nữa là 500 đợt 3 là tới 600 tổng cộng 7367 vậy là cái lón này 1.846 triệu bù thêm là 480 bù thêm 484 triệu nhưng mà cái nón này em là thợ chánh làm luôn rồi. Đây là thợ chánh của bên tiệm vàng Trung Nguyên làm cái nón này là mình mất thời